Do ông thuở đầu chẳng biết nghĩa này, nghe bạn ác dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mắc bệnh phong tình đau đớn không kham nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh, lành bệnh xong lại phạm. Cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá đáng, quá thiếu chí hướng, khí tiết vậy. Phải biết đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tằng tiệu với người khác trọn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tằng tiệu với người khác là hèn hạ, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chê trách. Đấy đều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người nên mới có tri kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng quan lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm ông chưa nguội lạnh sau này có thể lại dẫm theo vết xe ấy. Do vậy muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ bản thân. Và đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên đều cùng bẩm thụ danh xưng con người tôn quý, thực hành những điều lành trong thế gian là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, văn giữ các điều lành. Lại còn phát bồ đề tâm lợi khắp mình lẫn người, đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế ngõ hầu đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất, thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng trở thành chuyện nói suông. Câu chuyện Mao Lộc Môn trích trong An Sĩ Toàn Thư. Mao Lộc Môn quê ở Quy An, khoảng 20 tuổi lên đường cầu học phương xa, theo làm học trò tiên sinh Tiền Ứng Dương. Có một cô tỳ nữ lén để ý Lộc Môn, giả vờ đến phòng đọc sách của ông bắt con mèo, trong ý là muốn cùng ông gian díu. Lộc Môn nghiêm sắc mặt nói, tôi từ phương xa đến đây cầu thầy, nếu phạm vào việc không đúng lễ nghĩa, sao có thể quay về gặp mặt cha mẹ, lại còn mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân của cô. Tỳ nữ ấy xấu hổ rút lui. Về sau Lộc Môn đỗ tiến sĩ, văn chương nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời bàn, luôn nhớ đến cha mẹ, đó là nhân, kính trọng thầy, đó là nghĩa, giữ tiết tháo trong sạch, đó là lễ, không bị sắc dục mê hoặc, đó là trí, chỉ một việc không phạm vào tà dâm mà có đủ cả bốn đức lành, nhân, nghĩa, lễ, trí. Phật là đại y vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ, một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp, lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Hai là nội thương, hoặc do dụng tâm quá độ, hoặc do rượu chè, sắc dục, tiền bạc, cúc sách, đối với mọi thứ đều tham ưa. Nếu có thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, văn giữ các điều lành, và dùng thuốc chữa trị, ắt sẽ dễ lành bệnh. Nếu chẳng chú ý nơi căn bản, chỉ cậy vào thuốc men, cũng khó thấy được hiệu quả. Dù có hiệu quả, vẫn khó giữ cho vĩnh viễn không bị tái phát. Ba là ngoại cảm, chỉ cần làm theo như cách đã nói trong phần nội thương trên đây, dẫu có bị trúng phải gió, lạnh, nắng mưa bên ngoài cũng hết sức dễ chữa. Nếu chẳng chú ý ngăn ngừa, giận dữ, gạt bỏ ham muốn, dứt lòng tà, giữ lòng thành thì tuy là bệnh ngoại cảm, vẫn chẳng dễ gì chữa trị, vì bị tổn thương từ căn bản mà chỉ trị nơi cành nhánh, thật là khó được lợi ích. Do vậy, thánh nhân giữ yên đất nước khi chưa loạn,
bảo vệ thân khi chưa bệnh. Tuy không có kỳ tích bình trị bảo vệ, nhưng sự bình trị bảo vệ cũng lớn lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Hôm nay tiếp tục dẫn nhàn lên phóng sanh với đại chúng. Thì vừa rồi Thầy Nhật Minh có đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Mong rằng những người trong hiện tại mình có được cái điều kiện của cả vật chất, nhẫn, dây chuyền, vòng xuyến, những cái của gì quý trong của mình sẵn có, nên phát tâm cứu tế. Khi mà mình lấy của quý báu của bản thân mình là mình xả ly được để mà mình cứu tế đó, thì nó có một cái phước báu về sau nó lại sẽ nhiều hơn nữa. Đó là cái quy luật của nhân quả. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà bảo luật chúng tôi hầu như mấy hôm nay trăn trở rất là nhiều, suy nghĩ về cái việc này. Thì có những người người ta nói mưa trên trời rớt xuống như vậy là ông trời ông hại nhân dân ở vùng miền Trung quá cỡ đó. Trời hại mình hay mình hại mình? Suy nghĩ lại, khi người mà được sanh về cõi trời, người này phải làm được 10 điều thiện gọi là thượng thiện. Những người ở cõi trời họ làm thiện không hết, họ đi làm ác đi hại mình. Nói chuyện này phi lý. Nhưng mà những người họ không hiểu ra đâu. Họ không hiểu không nổi, họ kêu rằng ông trời, ông mưa, ông làm cho dân nó chết. Mùa màng thất mất mát. Chúng tôi đính chính lại là không phải trời hại mình mà mình hại mình. Mình tạo ra nghiệp. Nếu không chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại thân tâm. Cái trói buộc này nó nhiều cái phương tiện. Giống như là bây giờ đây không dây nhưng mà tự phải ngồi một đống rồi chứ không dám bước xuống nước nữa. Tự mình trói buộc đúng không? Tự mình trói buộc ở điểm nào? Thứ nhất là chặt cây phá rừng. Đây là một nguyên nhân có hạn hán và bão lụt. Nhà nước mình cảnh báo và rất rất nhiều cái khí tượng người ta cảnh báo là chặt cây thì cây nó không có giữ được cái lượng nước, cho nên thành ra nó phải bốc hơi lên trên trời để nó tụ thành mây để mưa xuống cho thiệt lớn là một. Vấn đề thứ hai, cây là một cái nguồn cung cấp oxy, là cái phổi của không khí. Không khí với không gian này mà không có lá phổi, cũng như con người mình không có lá phổi là chết. Không gian này mà không có cây cối thì con người mình sẽ chết. Do chặt cây phá rừng nhiều quá cho nên thành ra là bị hạn hán bão lụt. Và đó là nói đến cái chuyện về hiện hiện trước mắt, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì nó còn một cái việc đó là động đến quỷ thần nữa. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá. Và những cái vùng mà có biển đó, miền Trung một số nơi có biển, bắt đầu là đi bắt đánh với một cái lượng vừa phải để mình sinh tồn thì có thể được. Mà cái này lạm dụng quá, và những cái loại súc sanh họ là Long Vương, một số những người mà họ có phước báu mà họ đã lỡ đọa vào trong loại súc sanh, họ chưa chuyển kiếp được, mình động đến họ, họ chọc giận họ, họ dữ dằn lên, họ làm cho kinh thiên động địa. Do mình tàn hại sinh linh trên rừng thì làm cho loài thú cộp nó sợ, bao nhiêu cây thọ thần ở mình chặt hết, gọi là động đến quỷ thần, tàn hại sinh linh rồi kinh thiên địa, rồi bắt đầu là phải báo thù oán hận khóc quỷ thần. Cho nên con người mình tạo ra nghiệp, mình không có chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại thân tâm. Bây giờ người ta đã lỡ tạo ra nghiệp xấu ác để mà tàn hại rừng rú và sát hại sanh linh ở dưới biển, thì bây giờ nó đã thành cái quả rồi, thì giờ mình nên cứu cái nạn cho họ và phải nói họ cái nguyên nhân để họ biết. Nguyên nhân đó là do mình tạo ra, mình hại chính mình, chứ không phải ông trời hại mình mà mình hại mình. Cho nên con người mình nó có cái ba cái loại nghiệp. Đó là thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Mà trong cái thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp này, nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp nữa.
Thì bây giờ sống trong một đất nước Việt Nam thôi, không có nói toàn thế giới, vì sao ở Đà Lạt rồi Sài Gòn một số tỉnh không bị ngập lụt, cũng là ở trong cái một đất nước Việt Nam, mà vì sao lại ở cái vùng miền Trung để bị ngập lụt? Thì vì miền Trung bị ngập lụt đó là nói về cái một phần, cái phần địa lý nó là một cái nguồn để mà nước nó tràn vào trong đó, cái đó là nói một phần nó như vậy thôi. Thực tế là đó là do cái sự cộng nghiệp của một con người, và chính do cái cộng nghiệp mà tạo ra ác nghiệp, cho nên thành ra mình phải họ lãnh. Và tất cả những người ở đó, người ta giàu cho làm việc thiện lành đi nữa, người ta cũng phải chung số phận. Như vậy cái người làm việc giống như là người ta bán vải hoặc là làm những cái việc nấu cơm chay, nhưng mà vẫn chung số phận bị cái cộng nghiệp đó. Mà trong cái cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp. Tuy rằng bây giờ có một số những người màn trời chiếu đất không có cơm ăn, mà một số người bây giờ người ta làm ăn thâu bạc tỷ luôn. Lý do về thâu bạc tỷ trong lúc này, họ có cái quán tạp hóa quá lớn á. Thay vì lúc trước họ chuyển qua họ bán cá, họ bán thịt, họ đi làm những cái chuyện sát sanh tạo ác, tạo nghiệp xấu ác, cho nên thôi giờ họ chuyển qua họ bán văn hóa phẩm, giống như là những cái đồ mà cái quầy thực phẩm bán đồ khô, mì gói, đồ họ chuyển nghiệp, họ không có bán đồ mặn nữa, bán đồ bình thường thôi. Thì bây giờ bắt đầu là họ lại trúng bánh, là biết bao nhiêu tỉnh dồn ra đó, không có mua, không có xe chở đi, thì họ trúng bánh. Bây giờ họ bán gấp trăm lần như ngày bình thường, bây giờ bình thường đâu có ai cần thiết đến cái mức độ như vậy. Đến bây giờ đây là quá chừng họ bán, và họ chở từng xe lớn, xe ba lô, những cái xe cái như chở hàng về họ bán không kịp. Con người đổ xô ra mua, mà họ trong vòng một tháng họ thu bạc tỷ. Sau cái cộng nghiệp mà xấu ác, mà bây giờ một số người phần đa 90% đang bị chìm trong sông biển nước, bây giờ là những người họ đang làm ăn được phấn phát vậy. Thì trong cái cộng nghiệp nó có biệt nghiệp. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp xấu ác đó, nếu mà mình lấy cái thiện nghiệp là mình đem đến những cái điều mà thiện lành để mình giúp cho họ, thì trong lúc này chỉ cứu đối chứ khuyên họ tu không nổi. Mà bây giờ mình khuyên những cái người mà họ đang làm ăn trúng mánh, họ có những cái quầy mà họ bán thực phẩm, những đồ khô đó đó, họ quá lời, bây giờ kêu họ đi làm thiện nghiệp đi, giúp người ta đi, họ không giúp. Tuy rằng họ thấy những người khác mang tiền ở phương xa, không phải tỉnh họ tới bạc tỷ để mua, để giúp cho dân nghèo, nhưng họ vẫn thấy bình thường, không dính dáng gì đến họ, họ vẫn bán, họ kiếm lời. Cho nên hiểu về thiện nghiệp và ác nghiệp cực kỳ khó. Tuy rằng nhân quả sờ sờ, làm nhân xấu ác, hiện ra cái quả xấu ác như vậy, họ vẫn không hiểu nguyên do, họ cứ nói trời hại, không hiểu lý nhân quả, và không có được cái lời dạy của Phật, thì mình tối mặt đắt đèn, không hiểu nổi cái nguyên do của nó. Nhưng mà khi mình nói ra đúng chân lý mà nhiều người họ cũng không tin nổi. Như vậy là cái người mà họ tạo ác nghiệp rồi, bây giờ khuyên họ làm thiện nghiệp cũng là khó rồi. Kêu họ đừng chặt cây phá rừng, đừng có xuống biển sát sanh hại vật nữa, đừng có giết muôn thú nữa, đừng có làm điều xấu ác nữa, để làm việc thiện đi, là một chuyện khó với họ. Thì chỉ có thiện nghiệp mới chuyển được ác nghiệp. Còn cái việc mà bảo lục đó thì mình cứu nguy cấp trong lúc này, để họ qua khỏi cái nguy cấp, để mà giúp họ để chuyển ác nghiệp, thì cái chuyện này khó. Giúp cho họ chuyển cái đói khổ rất túng thiếu thì cái chuyện này dễ. Thời gian nó sẽ qua, 1-2 tháng nó sẽ hết. Cái chuyện này dễ làm. Nhưng mà đối với những người mà có tấm lòng thiện nguyện kìa, tin nhân quả kìa, thì họ mới làm được. Chứ những người mà không có tấm lòng thiện nguyện, không tin nhân quả, lúc này kêu họ bỏ đồng tiền ra giống như là cắt thịt lấy máu, họ không chịu nói đâu. Họ không làm được. Bỏ ra là mất mà, không làm được. Cho nên Tổ Ấn Quang á, hồi nãy có lá thư thì bên đọc, trong cái lúc bên Trung Quốc ngập lụt, kêu Ngài khuyên, Ngài nói tôi đang bế quan, sao tôi khuyên được. Thì chúng tôi đang ngồi tại đây, thực sự mà nói thì trên toàn thế giới biết đây là một cái nhân duyên. Chúng tôi phổ biến những cái điều mà để mà mình giúp họ trong cái lúc ngặt, cho lúc nghèo mà giúp cho họ hết nghèo, thì chỉ có đưa nhân quả và nói đến thiện ác để họ thấu triệt. Mà nhân quả thiện để chuyển nhân quả xấu ác, để cho họ có thể thoát ly cái kiếp nạn trong đời này và đời sau, có thể sanh lên cõi trời,
thì mình giúp cho họ như vậy vẫn chưa phải là rốt ráo. Như thế nào là giúp cho họ rốt ráo? Chỉ cho họ ra hiểu được cái nhân quả của tịnh nghiệp. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, không sát hại súng sanh ở dưới biển và không giết muôn thú, phá rừng, chặt cây ở trên núi. Nhất phá sơn lâm gì đâm hào bá. Nói cho họ biết được phải có lòng từ, làm 10 điều thiện, đó là tịnh nghiệp tam phước. Dùng cái tịnh nghiệp tam phước này chuyển cái ác nghiệp và đem cái thiện nghiệp này dồn vào trong cái tịnh nghiệp, đó là 10 điều thiện hồi hướng về cực lạc. Một mực có tín nguyện niệm Phật thì con người này bị thoát ly sanh tử. Đây là tối thượng thiện thư. Thư là sách. Sách này của Tổ sư Ấn Quang và lời Phật dạy, nếu mà truyền đi được, người nghe hiểu và làm được, công đức vô lượng. Chúng ta nói nhiều đây ngắn gọn thôi, quý vị về làm được. Thôi, bữa nay cái ác nghiệp của thân sát sanh trộm cắp tà dâm ngưng. Dẫu giữa vợ chồng phải giữ, tiết giữ giống như là khách, không nên xô bồ xô bộn nữa. Và trên bếp trong nhà mình bây giờ là không có thịt nấu rang chiên xào nữa, ăn chay. Người nào ăn chay không được ra bên ngoài ăn. Trong nhà mình mà thường giết hại là chỗ để nó hội tụ oán quỷ. Oán quỷ hội tụ thì trong nhà quý vị có vấn đề, lộn xộn. Gia đình chúng tôi lúc trước năm giết con heo, hầu như thường xuyên hàng ngày là nấu đồ mặn, cho nên trong nhà lộn xộn, cực kỳ lộn xộn, không cách gì tháo gỡ. Chỉ chúng tôi đi tu rồi bắt đầu bậc cụ và biết ăn chay, rồi biết cúng chay, rồi cái bắt đầu gia đình thay đổi. Thay đổi lạ kỳ, thiệt là kỳ diệu. Cho nên Tổ sư Ấn Quang cật lực đề xướng là kiên giết ăn chay. Cái này là chính, còn phóng sanh là tùy theo khả năng của mình, nó phụ trợ vô. Nếu mà phóng sanh mà không kiên giết mà vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn giết thì phóng sanh không có hiệu quả nhiều. Nếu mà kiên giết ăn chay được phóng sanh nữa thì tuyệt, tuyệt. Cho hôm nay chúng tôi khai thác nói về là trời hại mình, ha, mình hại mình, mình hại mình, chặt cây phá rừng, động đến quỷ thần, kinh thiên địa, bao nhiêu muôn thú sợ hãi chết chóc. Cây không giữ được nước, không giữ được độ ẩm, không giữ được không khí mát, cho nên trái đất này nóng lên. Và nước không giữ được dưới trong cái bộ rễ của cây, cho nên bốc hơi để trở thành mưa. Nhiều cái sự thiên tai xảy ra từ chặt cây phá rừng, rồi làm cho họ, cho các vị long coi như là thiên long bát bộ giận dữ, bởi vì giết tàn hại con cháu của họ quá lớn. Điều này chính xác lắm. Cũng vì con người ăn thịt thôi mà bao nhiêu con người đi biển chết dưới đó biết bao nhiêu người. Có một cô Phật tử, cô đi tới một cái rạch có cái con kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn thôi, mà cái ông đó ông câu bắt mấy con cá. Lúc trước kênh Nhiêu Lộc nó hôi thối, người ta mới thanh lọc lại rồi nước trong cá nó ở được. Cái cô Phật tử ở Sài Gòn, cô đi ngang qua, cô thấy, cô năn nỉ cô mua, mà ông thấy con cá vừa ngon vừa đẹp ông không bán, cô năn nỉ bao nhiêu tiền cũng mua hết. Thì ông này lại bán hai con cá, cô bỏ vô trong cái thau, cái xô đó, cô xin cái thô xô của ổng. Ổng nói cái xô tôi mua cũng có tiền, phải bán luôn, cái bán cũng mua luôn, mang đi thiệt xa để tránh ông này thả. Vừa buổi trưa nằm hiu hiu ngủ, có hai đàn ông tới nói, cô cảm ơn cô cứu mạng tôi. Hỏi sao mà tôi cứu mạng ông, tôi có làm gì đâu, kêu tôi là hai con cá đó. Đáng lẽ là bị ông đó, ông mang về, ông giết, ông làm thịt rồi. Tôi là bị kiếp cá, nhưng mà tôi là sự thực là có thể quá kiếp làm người được. Bây giờ tôi còn cái kiếp cá cuối cùng này, tôi đến đây tôi cảm ơn cô. Có phải là con người làm cá làm người không? Người chết làm cá chết làm người. Cá chưa chết mà có thể hiện hồn để cảm ơn được rồi. Cứu vật vật trả ơn, đúng không? Đúng, đúng, chính xác. Một hai con cá thôi mà họ biết ơn mình như vậy, còn mình giết hằng hà sa số con ở dưới đó thì có phải chạm đến long thần không? Mình hại mình và mình hại mình không hết rồi đi hại người khác, tạo ra cái cộng nghiệp sát nghiệp kinh thiên địa. Cho nên báo thù oán hận khóc quỷ thần như vậy. Những cái điều này chúng tôi nói chính xác, quý vị lắng lòng nghe cho kỹ và đọc vào trong sách, thấy chính mình hạ mình tạo ra được nghiệp thì phải chuyển được nghiệp. Nghiệp xấu ác, thân sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói láo khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý tham sân si, mình tạo ra nghiệp này được, bản thân mình phải chuyển được nghiệp.
Mà khi chuyển được nghiệp rồi gì? Thì nghiệp không trói buộc lại thân tâm mình, và mình chuyển áp nghiệp thành thiện nghiệp, và biến thiện nghiệp trở thành tịnh nghiệp, và nương nơi tịnh nghiệp để mà vãng sanh Tây Phương, thì cái này mới gọi là rốt ráo liễu sanh thoát tử. Còn không, quý vị làm thượng thiện của thiện nghiệp đi nữa cũng về cõi trời mà thôi. Rõ ràng như vậy. Nhà Phật mình là lý luận sắc bén sâu sắc, lý luận đến tột đỉnh về tâm tánh mà. Vì vậy cho nên thành ra là hôm nay chúng ta phải hiểu như vậy. Và trong nhà mình là một cái tiểu vũ trụ, bản thân mình là một cái tiểu vũ trụ, và trong gia đình mình là một cái đoàn thể để sống. Thì mỗi thân tâm của con người phải chuyển được nghiệp xấu ác. Mà nếu hàng ngày không tụng kinh niệm Phật, trì chú và không đọc lời dạy của Phật tổ thì không chuyển được đâu. Không chuyển được. Cái cốt của mình, cái gốc của mình tạo ra nghiệp xấu ác quá sâu, cho nên chuyển rất là khó. Cần phải hàng ngày thúc liễm thân tâm. 3 ngày không nghe và không đọc sách thánh hiền là bồ đề tâm thối chuyển rồi. Vì vậy cho nên hôm nay cái việc mà bão lục rồi động đất sóng thần vân vân đều do tâm con người mình tạo ra. Động đất do lòng bất an, ngã mạn, sân hận quá độ, cho nên thành ra lửa cháy, rừng bị bốc lửa cháy, nóng cháy đất này lên. Vì tâm tham ái cho nên nó mới có những cái biển nước ngập tràn như vậy. Đó là do tâm con người nhất thiết di tâm tạo. Chính xác vô cùng, Đức Phật nói chính xác vô cùng. Vì vậy cho nên thành ra mình giờ mình thấy họ tạo ra nghiệp xấu ác như vậy, chẳng lẽ mình bỏ mặc hay sao? Không thể bỏ mặc được, phải ra tay. Hồi nãy Ấn Tổ Ngài nói, tôi khuyên các bà bây giờ có nhẫn, dây chuyền, cà rá, vòng đeo đồ này nọ lột ra hết đi để mà làm ỷ lạo. Cái lá thư đến bây giờ vẫn có kết quả nha. Đúng ngay lúc này là kết quả đó. Và đeo vô rồi coi chừng mang họa vô đám đông, hoặc đi ra gặp những người họ giật cho. Rồi để lại cho con cái, những đứa con cái mà nó không có đạo đức, nó phá cho tan tành, nó còn tạo ra sao nghiệp xấu ác. Để cái đức lại, cái phước lại, làm phước cho nó bằng cách ngay lúc này nên ỷ lạo. Cái đoạn hồi nãy thầy Minh đọc mà chắc có mạng nó có đứng một chút, chúng tôi nói lại để quý vị nghe như vậy. Ngài khuyên như vậy. Hôm nay chúng tôi dùng cái lời của Ngài và những cái gì trong văn sao chúng tôi nói, chứ còn hôm nay để mà lên nói mà kêu họ bỏ ra 1-2 triệu, 2-3 triệu, 1-3 triệu cúng thì chúng tôi không có ý niệm này. Sự thật là vậy. Có nhiêu mình làm nhiêu tùy theo khả năng của mình. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đừng có để cái tâm làm sao bị lệ thuộc. Đừng có để cái tâm nó bị lệ thuộc. Đó là cái việc mà hôm bữa chúng tôi có nói, cúng ở đâu cũng được, gửi tài khoản Trần Văn Hơn cũng được, gửi tài khoản chùa nào cũng được, thầy nào cũng được. Tin tưởng ai mình gửi đó, hoặc giả đủ duyên chỗ nào mình gửi chỗ đó. Chứ không bắt buộc mình phải gửi vô, cứ gì phải gửi vô thầy nhàn. Hôm nay tôi nói ra để mình hiểu được cái đạo lý nhân quả. Vì vậy cho nên thành ra Tịnh Thất Quan Âm có phương hướng sẽ là bố trí cho một số các thầy. Vì hôm bữa đáng lẽ hôm nay đọc cái đoạn mà cái người ta ở tại nơi cái vùng tâm lũ ở ngoài đó, họ nói là một số kinh nghiệm rất hay. Người ta hiện giờ bây giờ quà chắc đóng, có những chỗ người ta chắc đóng luôn, chuyển vô không được. Thứ hai nữa, chuyển tới Tây mà không có chỗ để nấu, phải dồn đến một cái chỗ tập trung để nấu ăn nữa. Rồi bây giờ phải làm như thế nào là trong lúc này kịp thời, cần có những cái thuốc, bởi vì nước nó ô nhiễm, người ta lạnh, cần phải có áo, có đèn pin, có đèn cầy cho họ, cứu những cái gì cần thiết nhất, chứ không phải ai cũng đổ quà rồi chắc đóng nó mưa lụt nó hư hết. Cái người này nói rất hay. Nãy đáng lẽ thầy Nhật Minh đọc cái chỗ này. Sau khi bắt đầu là ổn, mình thấy nước nó rút rồi, bắt đầu là mình sẽ giúp đến cái việc đó là gạo, sửa nhà, sửa cửa cho họ, và giấy sách vở cho học sinh đi học, sửa trường học đồ lại. Họ nói từng lộ trình, từng giai đoạn rất là hay. Vì vậy cho nên thành ra bây giờ chúng tôi thấy là ở ngoài đó đang thiếu củ quả. Hôm qua thầy Tuệ đó, thầy xuống thầy mua được 10 mấy tấn, chung với gạo là 15 tấn xe của cô Uyên, giờ đang ra tới Đà Nẵng rồi. Bây giờ tập trung với cô Liên An với cô Sương đi phát. Khi xe quay đầu vô là chúng tôi nói thầy Tuệ đi tiếp mua. Ở trong này nó cũng rẻ, có 4-50 triệu thôi là 10 mấy tấn rau, 10 mấy tấn củ quả là chính, chứ rau sợ nó dễ hư, gửi đem ra ngoài đó cho họ ăn cho nó qua cái cơn đói đã, qua cái cơn mà chết chóc đã. Rồi bắt đầu tiếp tục mình cứu họ. Cứu họ làm sao giống như đang cứu mình. Phải để cái tâm vô như vậy. Thế hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho Phật tử yên tâm là chúng tôi nhận được một số
tiền quý vị gửi 500, 300, 10 ngàn, 20, rồi 1, 2 triệu, 5, 10 triệu, gì vân vân, một số tiền quý vị gửi vào. Thực sự thực mà chúng tôi nói thì gần như là phải lấy cái tiền quỹ của Tam Bảo xuất ra để mà làm thì nó mới kịp. Chứ còn cái lượng Phật tử gửi vô mình đợi để mà mình nhận cái tiền Phật tử thì không kịp. Bởi vì một số thông tin người ta chưa biết, với hai nữa người ta cũng còn giới hạn về kinh tế. Thứ ba nữa, có một số người có tiền mà họ quá keo. Sự thực là vậy, nói thẳng ra là vậy. Họ quá keo, họ sợ bố thí hết, hết đi họ không có xài, mà trong khi đó họ còn quá nhiều. Thì chúng tôi nói chung chung như vậy thôi, không có trách ai được. Về cái việc hôm nay chúng tôi muốn nói đến để cho quý vị hiểu ra được con người mình đã tạo ra ác nghiệp. Không những một mình bị ảnh hưởng mà gia đình và xã hội đang bị ảnh hưởng. Ví dụ chặt một cái cây đó, biết bao nhiêu cái sự ảnh hưởng về thọ thần, về cái chuyện môi trường phá hoại nó. Giết một con thú dưới biển là biết bao nhiêu cái nguy hại về cái việc mà sát hại sinh linh không? Nguy hại lắm. Một người mà biết ác nghiệp người ta tránh, người ta làm được thiện nghiệp, thì đây là cái việc may mắn, cực kỳ may mắn cho bản thân họ trong hiện tại và vĩnh kiếp về tương lai, và giúp cho gia đình và cho mọi người, quan trọng cực kỳ. Mà họ biết chuyển cái thiện nghiệp trở thành tịnh nghiệp, họ biết tu hành để mà liễu sanh thoát tử nữa, để thành Phật, thì độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Thì quý vị biết cái lợi ích này như thế nào? Bất khả tư nghị. Cho nên Đức Phật Thích Ca làm vua ông không chịu, làm thái tử ông không chịu. Con vua Tịnh Phạn chừng phải làm vua, con vua thì lại con làm vua thôi, nhưng mà không chịu. Bây giờ làm gì? Làm một vị tăng. Và vì tu hành thành Phật, tuy rằng nói thành Phật nhưng Ngài sống như mọi người, rất đơn giản bình dị, bình thường phi thường, để độ chúng sanh. Các hàng Bồ Tát là như vậy. Vậy cho nên thành ra cái việc cứu trợ đó thì tỉnh thất mình còn làm dài dài. Làm dài dài nghĩa là bây giờ liên tục xe quay đầu, mà gia đình của Yên hôm nay thực sự chúng tôi tán thán. Mà đúng thiệt, đúng Tam Bảo gia hộ, đáng lẽ xe phải chạy liên tục lưu hành, nhưng mà mấy hôm nay không có hàng, đậu ở nhà, chúng tôi kêu gọi một cái là lên đường tự để đổ xăng, bỏ tiền túi đổ xăng, và toàn bộ gia đình xúm nhau ra đó để phát. Rồi khi quay đầu vô là tiếp tục chở gạo, chở rau, bây giờ cái lương thực đó là chính đó, còn mì, tất cả thức ăn khô nhiều quá rồi. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay là liên tục chở rau, sau một thời gian xong rồi bắt đầu mình giúp cho các em có giấy vở để mà tập, để mà đi học, rồi sửa sang nhà cửa của họ, rồi những chùa chiền nào hư hao mình giúp cho họ theo khả năng của mình. Đó là cái việc trong cơ hội năm nay bão lụt, chứ mà còn khi qua hết mùi bão lụt rồi quý vị muốn làm chuyện này làm không được đâu. Hết bão lụt rồi, người ta hết gặp nạn rồi thì đi kiếm cái việc này đâu có làm. Hôm trước thì chúng ta có suy nghĩ, ồ sao mấy bữa nay mình chỉ in kinh sách thôi, chưa thấy cái chuyện gì xảy ra, mà đến bây giờ nó xảy ra cái chuyện lũ lụt. Mà không phải do mình suy nghĩ là không có chuyện gì xảy ra để mong cho nó xảy ra, mà mong cũng được, cái duyên nó đến rồi. Mà nhân duyên cơ hội nó đến là phải làm ngay, chứ qua cơ hội rồi làm không được. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói để cho đại chúng, người nào như các thầy các chú trên tỉnh thất ở dưới này không có tiền, nghe tùy hỷ và dõng mãnh tinh tấn tu hành trong lúc này để hồi hướng cho họ. Thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó nữa, những người có điều kiện, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, tùy theo khả năng của mình để hỗ trợ, mà cứ càng làm thì càng có. Sợ lỡ trời cho, co ro bổn xiển thì gì, phước không có thì nghèo nàn túng thiếu. Nguyên lý nhân quả chính xác vô cùng. Cho nên một số những người họ cảm động, trước là cái lòng họ cảm động rơi nước mắt, từ cái lòng cảm động đó rồi bắt đầu họ mới khởi được cái lòng từ là thương người. Thương nhưng mà chưa cứu, thương mà chưa cứu. Rồi từ từ họ thương lần lần rồi cái bắt đầu là gì? Khởi lòng bi họ cứu. Từ là họ thương, bi là họ cứu. Cho nên họ thường niệm Bồ Tát Quan Âm, trong lòng họ bắt đầu khai mở được cái lòng từ bi, ban vui thương cứu. Cái này phải có trong con người. Thì từ từ tâm thức mình mới đồng hóa với tâm thức Bồ Tát. Thì gặp nạn thì Bồ Tát mới cứu mình. Còn mình thấy người ta gặp nạn mình trơ trơ dửng dưng, như không phải là chuyện của mình phải làm, gia đình mình hoặc bản thân mình có thì mình gặp nạn mình mới làm, thì con người này, gia đình này gặp nạn đố mà ai cứu.
Vì mình có cứu người giúp người khác đâu, mà gia đình mình có giúp người khác đâu, khi gia đình mình gặp nạn người khác giúp gia đình mình không có đâu. Dẫu có giúp, giúp một hai lần là hết à, hết phước rồi. Đạo lý nhân quả này nó khó tin cực kỳ. Mỗi ngày phải nghe, mỗi ngày phải nghe rồi bắt đầu là khởi tâm lên để mà làm thì nó mới có kết quả. Mà trong cái khi làm đó cũng không phải dễ gì làm được điều thiện. Nhìn ra hình thức vậy là thiện. Có một số những người họ đi làm từ thiện nhưng mà lấy tiền bỏ túi. Ai đói mặt bay chết kệ nó, tiền tao bỏ túi đã. Thì cái việc từ thiện là nhìn cái nhân là thiện nhưng mà cái quả là ác. Ngộ ha, phải dễ làm thiện à. Cái nhân thấy là thiện, cái quả là ác. Bởi vì gì? Làm mà còn bỏng sẻn, làm mà còn giấu cất, làm mà còn để tự tư tự rợi, không làm hết mình. Tiền của mình bỏ ra cũng không bỏ, tiền người khác bỏ ra từ thiện lấy bỏ túi, coi như chết rồi, thất bại. Làm thì việc thiện nhưng mà nhìn thì việc thiện này trở thành việc ác mất. Căn cứ nơi tâm nhân quả mà tính mà luận. Cho nên thành ra thực sự chúng tôi tán thán thầy Thiện Thông. Thầy lớn tuổi cũng bệnh rồi, bây giờ thầy đang xông pha về Quảng Nam bắt đầu phát 500 suất quà với cô Sương. Cô Liên An đang đón một chiếc xe hàng rau ra, gạo ra và làm liên tục. Và mấy cổ làm rất chính xác, làm đến đâu có tiền ghi biên lai, sổ sách đâu ra đó hết. Bỏ công sức xông pha vô coi như là lũ lụt để mà làm. Thì những con người này khi gặp nạn chẳng lẽ Phật Bồ Tát bỏ? Cái phước người này không cứu người này lúc gặp nạn à? Chắc chắn cứu được. Cho nên chúng tôi mới hay nói là của đồng công một lượng à. Cái công sức người ta mới là quan trọng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi lên phóng sanh liên tục, đó là tán thán quý Phật tử đã xông pha ra nguyền trung để mà thay thế chúng tôi cũng như một số những người để mà làm từ thiện. Chúng tôi tán thán, thực sự chân thật tán thán. Và tán thán một số Phật tử phát tâm gửi 5.000, 3.000, 1-20.000, 1-200.000, 1-2 triệu, 2-30 triệu để mà phát tâm cúng dường chung tay với chúng tôi để làm từ thiện. Và tán thán những người hôm nay không những gửi vô tỉnh thất Quan Âm, tài khoản tỉnh thất Quan Âm, mà khắp nơi trên thế giới đang phát bồ đề tâm hướng đến để mà hỗ trợ chúng tôi tùy hỷ hết bao nhiêu công đức của những người trên toàn thế giới. Khi mình nghe vậy mình phát tâm tùy hỷ theo. Hôm qua có một cô đó, cô ở bên Mỹ, cô nói con thuê cái nhà con á, cách Hilton Texas đó là 5 tiếng đồng hồ lái xe. Một tháng con trả người ta tiền nhà của người Việt Nam xây căn nhà chút tẻo một teo $300. Thường bên đó là thuê tháng $1,000 là giá chót. Thuê cái nhà 300, cái nhà con thuê $300 thôi, con qua 10 năm rồi. Con làm bao nhiêu tiền con gửi hết về in kinh làm phước. Hai đứa con của con tuy rằng nó ở Việt Nam nó nghèo, con không cho nó đồng nào hết. Trời, nghe giật mình cái ổ sao con không cho nó giúp cho con mình trước. Kêu nó còn làm ăn được, còn một số các nơi họ làm ăn không được. Một số các nơi đó là in kinh, in sách làm phước, hồi hướng cho nó, hồi hướng cái phước chứ không có đưa tiền. Không có đưa tiền cho nó. Trời, cái bà cụ bà nói chúng tôi giật mình. Y như trong văn sao Ấn Tổ nói, để tiền lại cho con cái đôi khi gây hại cho nó. Chuyện này chúng sanh khó tin, làm gì mà không để tài sản lại cho con cái. Làm mục đích là phải lo cho con cái, để tài sản lại cho nó. Nhưng mà các bậc Bồ Tát Thánh Hiền người ta nghĩ khác. Cái bà cụ này bà nghĩ khác. Bà nói con làm con để tiền lại cho nó, nó ăn chơi nó phá hết rồi sao. Thôi con lại để phước đi. Trời ơi, mới gửi về 60 triệu cũng dường đi làm nail. Bữa nay bà nói, trời ơi, con đi làm nail, cái tiệm nail bên Mỹ nó cũng ghê lắm nhân thầy. Hỏi ghê làm sao? Con vô con không biết nói tiếng Anh, nó dành hết mấy cái con khách mà người tiếng nước Mỹ, người Mỹ mà khách mà ngon của con, nó dành hết, nó nói tiếng Anh, con đâu có biết nó nói cái gì đâu. Khách chạy qua bên đó hết trơn. Nhưng mà con cũng nhờ Phật gia hộ cho mấy người Việt Nam họ lên hay cho thiền thiếp á, họ cũng đến với con, họ làm nhiều lắm thầy. Nhưng mà họ cho con tiền thiếp, con không dám nói với mấy cái cô đó, con nói cái bà dành con nữa. Cười, nó cười muốn chết luôn. Thì cuối cùng chúng tôi mới thấy, trời ơi khổ vậy hả. Thôi bây giờ chừng nào bên Mỹ nó mở cửa được, cô còn hộ khẩu ở đây ông kêu con, nếu mà bên Mỹ mở cửa được về bên ở đây kiếm cho chỗ cô tu, kêu con muốn dữ lắm rồi. Con thấy ở bên này bây giờ dịch bệnh rồi nhiều cái chuyện, con thấy cũng không phù hợp. Con qua Mỹ 10 năm mà cái ông đưa con qua đó, ông cũng chết rồi, con không thành vợ thành chồng. Mà con mục đích là con muốn vừa về chùa thầy, con niệm Phật, con giảng sanh. 10 năm nay là con không có xài vậy con á. Cái nhà con ở $300 là thầy biết rồi. Toàn bộ con cái con không cho tiền luôn. Con gửi con đi làm phước hết toàn bộ luôn. Trời ơi, bà cụ này biểu pháp. Mình nghe qua rồi mình thấy bình thường người ta, chứ không phải là mình mà mình cũng không làm được như người ta, đúng không? Vì sao mình làm không được vậy? Tâm chưa khai mở. Bà kêu con nghe pháp của thầy thường xuyên luôn.
nghe mỗi ngày luôn, thầy không nhớ con, chứ con về Việt Nam là mỗi lần là con gặp thầy mà khách đông quá, con đứng xa con nhìn thôi à. Những nhân chứng sống này nói mình có khơi gợi được tấm lòng mình chút nào không? Có không? Có, nhưng mà chút xíu nguội lạnh liền, căn lành thấp kém quá. Cần phải tụng kinh niệm Phật trì chú cho thường xuyên vô để nó khai mở tâm lượng. Cái chỗ này quan trọng. Vậy cho nên thành ra cái việc tu hành thì phải lấy tín nguyện làm tông dẫn đường để niệm Phật cầu vãng sanh liễu sanh thoát tử. Nhưng mà không những chỉ nhiêu đó mà xong đâu, mà phải ra tay hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, thì cái tịnh nghiệp này mới hỗ trợ, gọi rằng là gì, gọi rằng là thiện căn và phước đức đủ mới có thể vãng sanh. Chứ không phải tích lũy không cái thiện căn là chỉ trầm hâm biết niệm Phật không, không biết cái chuyện phước đức, không đụng đến cái lông chân làm lợi ích chúng sanh, thì quý vị bỏ mất 10 điều thiện rồi. Mà tịnh nghiệp tam phước mà 10 điều thiện đó mà bỏ, thì cái tịnh nghiệp tam phước đầu tiên đó là không thành tựu được. Nó phải đủ hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết là 10 điều thiện. Nếu mà đủ 4 cái nguyên lý này cộng với cái niệm Phật chưa thành phiến mà đủ tín nguyện, người ta vãng sanh lúc lâm chung được 10 niệm là sanh về hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ là được rồi, thoát ly sanh tử rồi, đúng không? Về tới bên đó là cũng là A-la-hán rồi đó. Thân sanh ra là không đau bệnh, hệt như thân của Phật, trong suốt như pha lê. Và thân của mình sống vô lượng tuổi cho đến khi thành Phật, khác hẳn ở dưới này, chuyển những sự khổ ta bà thành những sự vui ở cực lạc. Muốn vậy không? Ai không muốn? Nhưng mà không làm không là do mình không thích, mà không có nghe những người khuyến khích, mà dẫu nghe nữa tay này lọt qua tay kia, thiệt là tội nghiệp thương đau. Biết được đường sáng, biết được đường đó không gập ghềnh, biết được cái cõi đó không có mưa bão lục, không có sình lầy lục lội, đường lót vàng, nhà làm bảy báu, vậy mà không chịu về, thiệt là chúng sanh ngang ngạnh bướng bỉnh, ngang ngạnh bướng bỉnh, cứng đầu nhất xiển đề khó độ. Chấp khư ở đây, chấp chặt khư ở đây, vợ ta ai đụng đến là sẽ biết, tiền ta ai đụng đến là sẽ biết, nói đến danh dự ta ai đụng đến là sẽ biết, toàn là phàm tục không. Vậy thì làm sao vãng sanh? Nói hơi mạnh, hơi đau, phải thấm thấu trong lòng mới có thể là liễu sanh thoát tử được. Thôi, hôm nay chúng tôi nói như vậy. Ngày mai thì phóng sanh trên tỉnh thất, không có quay trực tiếp được, bởi vì thì có một thầy tu bên thiền, sư cô cũng tu thiền, cuối cùng bị bệnh quá nặng, ăn bằng ống và đưa lên tỉnh thất. Mới lần đầu vô la như tướng con nít la quá cỡ luôn, bữa nay hết la, thầy thấy vi diệu, mai thầy phát tâm cúng dường trai tăng. Thì chúng tôi chỉ chia sẻ nói chuyện lúc 10 giờ rưỡi hoặc 10 giờ 45 khoảng đó ở trong cái phòng ăn thôi. Chứ phóng sanh thì ngày mai 10 giờ mới làm lễ phóng sanh, mà phóng sanh không có quay trực tiếp bởi vì không có kịp á. Thành ra là chương trình để thông báo ngày mai chủ nhật. Giờ thầy hậu phóng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2020, giờ đây đã đến giờ làm lễ phóng sanh. Chúng con thành tâm cung thỉnh cho tôn đức và đại chúng cùng chắp tay làm lễ phóng sanh cho các loài chúng sanh và A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thị biến sai tam thiên tánh không, bác đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên, hỏa diễm hóa hồng liên.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Thử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Tiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trần Điển Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Cá Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Viên Trừ Nội Ngoại Đảng Định Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Kiệt Quế Ba Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trược Ế Thánh Phạm U Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chiên Gấu Ế Tận Triêu Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tắc Thanh Tịnh Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Ấn Đà Đắng Na Ra Ra Dạ Dâm Thiên Ra Cương Bát Bà Gia Bồ Đề Tam Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Rô Ni Ca Gia Ấn Tam Bằng Ra Phạt Về Số Đáng Na Đáng Tỏ Nam Mô Tấm Kiếm Lần Đỏ Y Mông Ma Rì Gia Bà Lô Yến Đế Tam Phật Na Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Trì Hi Thiền Tát Bà Tha Đầu Vô Bằng Á Thề Dừng Tát Bà Tám Đa Đa Ma Bà Đà Ma Phạt Đà Đổ Đáng Điện Tha Ấn Na Bà Lô Hê Tô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hi Thì Ma Ha Bồ Đề Tam Bà Tam Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Ghi Đà Dân Cô Lô Cô Lô Yến Mông Ma Pha Sa Gia Đế Đà 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 Địa Rì Ni Thấu Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mùng Đế Lệ Y Hê Hê Thấu Đà Thắng Đà Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xá Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Định Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Đi Dạ Na Ra Cẩn Tì Đề Đi Sám Mi Na Ba Dạ Ma Na Ta Ba Ha Tấn Đà Dạ Ta Ba Ha Ma Ha Tấn Đà Dạ Ta Ba Ha Tấn Đà Du Nghệ Thắn Bạn Ra Dạ Ta Ba Ha Na Ra Cẩn Tì Ta Ba Ha Tấn Ra Tấn Ra Hồ Khư Dạ Ta Ba Ha Ta Ba Ma Ha Tấn Đà Dạ Ta Ba Ha Dạ Kiếp Ra Tấn Đà Dạ Ta Ba Ha Ma Đà Ma Yến Tấn Đà Dạ Ta Ba Ha Na Bạn đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng yên ra dạ ta bà ha nam mô ấn ra đáng năng a rì gia bà lo yến ra cước bạn ra dạ ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà ha ấn tấn điện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà ha này các loài chúng sanh kia các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tâm bào thường trở lại làm người đầy đủ gầm chánh pháp tinh sâu cùng yên thiết chuyên niệm phật di đà cầu quảng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thoái đề độ tâm chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng tầm tụng lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông đò đà chánh thường đau khổ đông vậy sừng có đờ đường đâu dù là bay trướng lần sau lưới vây tên tấm mong câu thà mồi tác càng bắt cùng hơi phun độc lúc đó dù kêu phóng ai thương hồn còn phản phất nấu rang son nồi muôn phần chén nay ngươi cầm chặt may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật song dòng lòng quy pháp quy tăng hến tâm sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi giống là tham sân si từ tham miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phần lương túng tung công này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp đi dùng tung công này các loài chúng sanh hôm nay
các vị quỳ tăng chúng tung công. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quỳ Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quỳ Pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đọa bàn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Quán Bát Thân Như Lai, Nam mô Đi Bồ Ý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Phương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật, phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đứng từ bi tín độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, phóng sanh công đức thù thắng hành hạ vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tấm vãng vô lượng quang phần sát, nguyện tiêu tham chứng từ phiền não, nguyện đắng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tâm tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cầu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, băng thối Bồ Tát vi bàn lự, nguyện dị thử công đức phổ cầm ư nhân thiết tha ngà đắng giữ chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát liên tòa chứng minh phục nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thở Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường.
Những người thấy nghe được điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đang bị khổ nạn tại lũ lụt miền Trung, và tất cả chư vị đang dân sớ Kỳ An dưới đây, cặp Kỳ An Phật tử Đặng Hồng Phi pháp danh Thiện Hạnh, hành căn 68 tuổi, Trần Thị Thình pháp danh Diệu Trí, hành căn 94 tuổi, Phạm Thị Lộc pháp danh Bảo Phước đang nằm phòng hộ niệm tịnh thất Quan Âm. Phật tử Đỗ Thị Quảng pháp danh Diệu Sen đang nằm phòng hộ niệm tịnh thất Quan Âm. Phùng Thị Hoa pháp danh Liên Tịnh, hành căn 58 tuổi, đang bị ung thư, nằm ở tại phòng hộ niệm tịnh thất Quan Âm. Nguyễn Thị Ngân pháp danh Diệu Thái đang bị bệnh viêm phổi. Đặng Thị Mai Huyền đang nằm ở phòng hộ niệm tịnh thất Quan Âm. Và đại chúng ở khu Chiên Tu cũng như tịnh thất Quan Âm được thừa hưởng công đức phóng sanh này, và tất cả chúng sanh thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn thành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh Corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni Liên Phương, Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An, Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Hương Trúc, và cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì tai nạn lũ lụt tại miền Trung, cùng cầu siêu chư vị Phật tử đang dân sớ Kỳ Siêu dưới đây, cặp Kỳ Siêu Hương Linh Lê Thị Thu Cúc, Hương Linh Phan Thị Tị, hình hưởng thọ 80 tuổi, Nguyễn Thị Minh pháp danh Diệu Hoa, hưởng thọ 80 tuổi, cùng cầu siêu Hương Linh Nguyễn Văn Đói nơi mất Quảng Nam, Đặng Thị Bản pháp danh Nhuận Trinh nơi mất Quảng Nam, Ngô Thị Nguyễn Thanh Tùng nơi mất Quảng Nam, Nguyễn Thị Bửu nơi mất Quảng Nam, Hưởng Dương 42 tuổi, Lê Xuân Quang nơi mất Công Tung, Hưởng Dương 32 tuổi, cùng cầu siêu cho Hương Linh Lê Thị Vóc, Nguyễn Quốc Thọ, Nguyễn Quốc Quật, Nguyễn Quốc Hang, Nguyễn Quốc Hương, Nguyễn Thị Thẩm, Nguyễn Quốc Tảnh, Nguyễn Thị Tiết, Cao Thị Vượng nơi mất phường 12 Đà Lạt, Lâm Đồng, cùng kỳ siêu cho Hương Linh Võ Thị Vàng, Vương Vô Danh 1, Vương Vô Danh 2, Vương Vô Danh 1, Nguyễn Vô Danh 2, Bùi Vô Danh, Diệu Tâm pháp danh Võ Văn Sơn, Võ Thị Thanh, cùng kỳ siêu cho dư vị Hương Linh Võ Thị Hường, Võ Văn Ngữ, Võ Văn Chính, Võ Thị Dung, Thái Thị Mùi, Võ Văn Hóa, Mai Thị Văn Chè, Trần Ngọc Minh, Trần Ngọc Bảo Châu, cùng tất cả chư vị Hương Linh Vong Linh của Quyền Thất Tổ, thập nhị đội cô hồn ngạ quỷ Hà Sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đặng đặng chư vị Hương Linh thai nhi vì nghiệp phá thai, cùng chư vị Hương Linh có duyên với đệ tử chúng con và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại, hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện âm sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ích phước điền âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tử vi y Phật, xin nguyện chúng sanh đạo cả phát lòng vô thường, tự quy y pháp, sinh nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, tự quy y tăng, sinh nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 10 năm 2020. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, trước khi con đọc những lá thư của sư phụ soạn ra hôm nay, con xin phép được thông báo những lời dạy của sư phụ, cũng như là sư phụ trích những kinh nghiệm về việc làm từ thiện ở miền Trung để chia sẻ cho toàn thể chư vị Phật tử biết. Nam mô A Di Đà Phật. Góc chia sẻ: đừng vì những tấm ảnh sống ảo tham gia từ thiện cho có phong trào rồi giao hàng ngoài đường cho xong. Đừng vì lỡ nhận tiền bà con mà trao đại quà, chụp ảnh báo cáo rồi về. Đừng quá tập trung về một chỗ để các tỉnh còn lại trông ngóng tội nghiệp. Đừng thấy ngoài đường đứng sẵn mà phát đại,
có gia đình ra hết cả nhà, người trong sâu lội ra không có, đứng khóc. Đừng thấy người già và trẻ em đứng khóc thì phát ngay. Hãy xin vào thăm nhà họ để xem hàng cứu trợ nhiều chưa, lúc đó quyết định không muộn. Đừng ngại sâu xa, ngập, từ từ phát cũng được, phát nhanh rồi về tội nghiệp người ngập sâu bên trong. Đừng thấy nước mà đã không vào, nhờ địa phương đưa vào. Đừng lấy ảnh cũ úp lên kêu gọi câu view, các đoàn ùa về ngập, mấy nơi khác không có, ngồi một chỗ co ro. Chơi trò đó là ác lắm, hãy cập nhật chính xác thời gian địa điểm. Đừng quá tin vào người dẫn đường, vì họ sẽ dẫn đoàn về làng của họ hoặc bà con của họ để lấy số lượng, cho dù nơi đó không ngập nhiều. Đừng vì hàng quá nhiều, những thùng hàng còn lại phát nhanh phát đại mà về, rồi phát ẩu, người khó khăn phía trong lội ra chậm không có, khóc. Đừng bắt bà con đứng dưới mưa nắng cầm gói quà xếp hàng chụp ảnh để báo cáo tội người ta. Chắc chắn mọi người trong đoàn không ai nào dám ăn mảnh đồ từ thiện đâu. Đừng để anh em trong đoàn người bị bỡm vất vả phát quà đến chết. Người chụp ảnh selfie khoe tao đi từ thiện. Đi từ thiện chứ có phải đi du lịch đâu. Đừng xem từ thiện như là mốt. Làm đi là sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Người ta nói làm từ tâm là rất đúng. A vua theo không giúp được người khác mà chỉ lấy số má thì quá tội người dân. Đừng lấy nỗi đau, lấy nước mắt, hình ảnh để câu view, để gom tiền từ thiện cho nhiều. Câu nhiều nhưng làm ẩu thì cũng phí. Nên tìm một ngôi chùa ở địa phương, nhờ quý thầy, quý sư cô hướng dẫn mình đến nơi phát quà thì tốt nhất. Bản thân xin tiền khó quá, nhặt từng nghìn, mấy ngày đi hỗ trợ phát quà và chứng kiến cảnh như vậy buồn vô cùng. Nên đi từ thiện phải có tâm và có tầm nữa thì mới là đáng trân quý. Và sau đây sư phụ xin thông báo chương trình của sư phụ và quý Phật tử dự định sẽ làm. Sư phụ sẽ tiến hành sửa sang lại những ngôi chùa, trường học và những căn nhà bị hư hoại. Sư phụ sẽ liên lạc ra các chùa như chùa của Hòa Thượng Khế Chơn để nhờ Hòa Thượng hướng dẫn. Sư phụ chỉ dạy làm Phật sự từ thiện phải hết sức tinh tế và cẩn trọng, làm cho đúng với nhu cầu và thời điểm nên cho cái gì và ngưng lại cái gì, thì người làm từ thiện có từ bi lại có trí tuệ. Nếu thương yêu giúp đỡ những người gặp nạn tai mà vội vã không suy xét tính toán, rà soát kỹ, thì không có phước mà có hại cho mình lẫn người. Vì thế, những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm hãy hết sức cẩn trọng khi giúp người. Thư trả lời các cư sĩ Lưu Hán Văn và Dương Huệ Xương, năm Dân Quốc 20-1931. Gặp phải lúc tai nạn lớn lao xảy ra này, nên tùy theo sức mình lập cách cứu tế, hồng trọn hết thiên chức của chính mình thì lợi ích lớn lắm. Quan một mực chẳng làm gì, phàm tất cả những tiền của được người khác bố thí đều đem in sách hoặc dùng để cứu trợ tai ương. Tháng 6 năm nay, Hán Khẩu xảy ra thủy tai trước tiên. Thầy Minh Đạo lên Thượng Hải thay mặt quyên tặng 100 đồng. Về sau nước càng dâng cao lại quyên tặng 100 đồng nữa. Một đệ tử do vùng Vu Hồ bị thủy tai gửi sư thư xin quan đứng ra tổ chức lạc quyên cứu trợ. Quan trả lời ông ta, quan một mực không quyên mộ, huống gì đang lúc bế quan. Ông đã nguyện mỗi năm cho tôi 200 đồng để làm tiền chi dụng, xin hãy đem món tiền ấy cứu trợ, sau này vĩnh viễn không cần phải cho tiền tôi nữa. Tùy ông quyên tặng 200 cũng được, mà 400, 600, 800 hay 1.000 cũng được hết. Sau đấy một đệ tử là ông Tào Tung Kiều lên Giang Bắc cứu trợ tai ương, đánh điện khuyên quan đóng góp. Quan gửi 1.000 tiền in sách để cứu trợ. Ông Cao Hạc Niên gửi thư xin cứu trợ tai nạn. Quan sai người giao cho ông ta 230 đồng. Năm nay đã đóng góp cứu trợ tai ương như thế. Quan nói lời này không phải là tự khoe công, mà là muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phận, tùy sức cứu tế. Có sức ra sức, không có sức thì dùng lời nói khuyên người có sức, đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời, đồ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, nhẫn đều chớ nên đeo,
hễ đeo sẽ chuốc họa, nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái, nếu chết đi chôn theo ắt sẽ gặp nông nổi, đào mồ lộ thay nhục lắm. Nếu chịu đem những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn thì chính là đưa họa đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩa này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy thì khoản tiền ấy lớn lắm. Đừng cho lời tôi nói là viển vông, mà đây là lời chí lý chí tình. Những người giàu có ở Cao Bu Thiệu Bá trước kia có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa đồ đạc người nhà đều tan đàn xẻ nghé, mười phần chẳng còn được một. Mỗi thôn mấy chục nhà tìm một cái nồi, một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi, bếp, gạo, củi, cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến. Trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẫn rết đều cuộn đầy bên trên. Người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Trên cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ những vật chuốc họa, chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này, không có ai chịu cứu vớt. Thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ, năm Dân Quốc 20, 1931. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật, hầu tăng tuổi thọ. Hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A-di-đà Phật để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ, đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua một nữ đệ tử đến đây, đem dùng những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho quan kể. Họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sẩm tối, đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên tầng dưới có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ Uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bàn Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung, lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói trọn hình tướng được. Nên khuyên bà ta thường niệm thì may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy đây đại chúng chuẩn bị làm lễ phóng sanh nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2020. Giờ đây đã đến giờ làm lễ phóng sanh. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức và đại chúng cùng chắp tay trang nghiêm để làm lễ phóng sanh cho các loài chúng sanh và A Di Đà Phật. Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thầm phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong 6 nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị còn được tốt căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Dương chi tình thị biên sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thử thể giả bác công đức thể tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ đô hoa tạng giới. Cả trung vô xứ bất siêu luân thị bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng định đàn tràng. Sái khô mộc nhi tác dương xuân kiết quế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt ế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thầm phương tinh chiên cấu ế tận tiêu trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Già Già, Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thước Bát Ra Già Bồ Đề Tăng Rõ Bà Giang. Ma ca lô ni ca gia án tác bàn ra phạt về sổ đát na đáng tỏ nam mô tấn kiến lần đó y mông a di gia bà lô yến đế thác phật a lăng đà bà nam mô na ra cần trì hê rì ma ha bàn ra sa mê tán bà a ta đậu du bằng. Nam a ba đa ma và đạt đầu đảng thiền tăng a ba lo e lo ca đế ca ra đế di e di ma ha bồ đề tăng đo tăng bà ma ra ma he di đà dân cô lo yến mông đồ lo phật xa gia đến. Đa ra đa ra địa ri ni thắng phật ra gia gia ra gia ra mà phật ma ra môn đế lệ hê thắng na ra xâm phật ra xá lời phật xâm phật ra xá gia hộ lô ma ra hộ lô hê điện. Tấn đề tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đế ri già na ra cần đề đề ri sáng ni na ba già ma na ta ba ha tấn đà già ta ba ha ma ha tấn đà già ta ba ha tấn đà vô nghệ tấn bạn ra già ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn ra tặng ra bồ cử gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ba ha gia kiến ra tấn đà gia ta ba ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ba ha na ra cần trì bằng đà ra gia ta ba ha ta ba ha nam mô hát ra nát na đa ra gia gia nam mô a di đà bà lô yến đế thước bàn ra gia ta bà ha tăng tiền đô màn đa ra bàn đà gia ta bà ha tăng tiền đô màn đa ra bàn đà gia ta bà ha bạc đà gia ta bà ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân súng sanh hướng tâm về tam bảo hoa đường trở lại làm người đầy đủ gầm chánh pháp ma tinh sau cùng nguyên thiết ca chiên niệm phật di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thôi đề đồ tầng chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trướng lòng tầng trùng lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống ở đò đài trên thường đau khổ lòng vậy sừng có đỡ đường đâu dù là bay trướng lần sau lưới vây đành bắn bóng câu thả mồi tác càng bắn cùng hơi phun đồng lúc đó dù kêu không ai thương hồn còn phàn phân nấu rang son nồi muôn phần chén nay ngươi cầm chặt may sao nhờ các vị thiên nhân
cứu cho người được thoát thân, đến đây lại được nhờ ơn phép màu. Vậy người kịp hồi đầu quy Phật, song dòng lòng quy pháp quy tăng, hến lòng tham hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gống là tham sân si, tự thân miền ý mà sanh ra. Xin sám hối này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật lương túng tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp ly dụng tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng tung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Bán Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Ý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Phương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hành vô biên thăng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vãng vô lượng quang phần sát. Nguyện tiêu tam chứng tự phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh điều hòa phổ, nguyện tội chứng tăng tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo hòa. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh băng thôi Bồ Tát vi bàn lự. Nguyện gì thứ công đức phổ cầm ư nhất thiết ngà đắng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát liên tòa chứng minh phục nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quân Thới Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A-di-đà. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, những người thấy nghe được điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đang bị khổ nạn lũ lụt tại miền Trung, cùng tất cả chư vị đang dân sở Kỳ An dưới đây. Cặp Kỳ An Phật tử Đặng Mai, Đặng Thị Mai Huyền pháp danh Diệu Hảo đang nằm ở phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm. Cặp Kỳ An Nguyễn Thị Ngân pháp danh Diệu Thái đang bị bệnh viêm phổi. Cặp Kỳ An Phạm Khải pháp danh Phổ Hiền sinh 1929. A Tây Sinca A Sen Alexander Lâm, Aven Lâm, Avensika ở nước ngoài cùng Kỳ An cho Nguyễn Thị Phiên pháp danh Diệu Phan
và tất cả quan gia tế chủ đang bị bệnh rất nặng. Mã Thị Đồng pháp danh Nhuận Chánh, Phạm Thị Lộc pháp danh Bảo Phước đang nằm ở phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm. Phạm Văn Còn pháp danh Thích Nhuận Giác đang ở khu chiên tu. Cùng Tạ Ngọc Chiến đang bị bệnh ung thư máu. Đặng Thị Hồng Phi pháp danh Thiện Hạnh, hành căn 68 tuổi. Và đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như khu chiên tu và tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới thừa hưởng công đức phóng sanh, nâng tâm an lạc, tật bệnh triêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona, cùng cầu siêu cho hương linh cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni, Liên Phương Nguyễn Thị Nguyện pháp danh Bình An, cùng cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh vong linh chúng sanh đã chết vì tai nạn lũ lụt tại miền Trung, cùng hồi hướng kỳ siêu cho chư vị hương linh đang dân sớ kỳ siêu dưới đây, hương linh Đỗ Thị Quảng pháp danh Diệu Sen mất tại phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm, hương linh Vũ Văn Kiển, hương linh Lê Thị Thu Cúc mất tại Vũng Tàu hưởng thọ 73 tuổi, hương linh Quỳnh Thị Năm pháp danh Liên Tỉnh mất phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm hưởng thọ 83 tuổi, cùng đặng đặng chư vị hương linh vong linh của quyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư hương linh thai nhi cùng chư hương linh có duyên với chúng con và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại. Hôm nay chúng con thành tâm đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ích phước điền âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thượng, tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tăng cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.